Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị, trong chuyến hành trình khám phá thế giới của một anh chàng người Bỉ trên chiếc xe lăn, Việt Nam đã trở thành một điểm đến mang lại nhiều điều ý nghĩa cho anh khi trở thành tình nguyện viên ở ngôi nhà may mắn. Và đó sẽ là phần sau của chương trình ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý vừa diễn ra trong tuần qua. I think that we don't have all the people don't have the same chance at the beginning. Of course, I had a motorbike accident. It was not easy. I didn't have so much chance when I was 16 years old. But I have the chance to be in a developed country, to have enough money to pay all my costs for the handicap. Here it's not especially the case. That's why I wanted to. Yeah, to be in contact with this kind of people, and it helped me too. I came to help them, but actually it's the opposite. It's them who helped me, because now I realize that I'm a lucky guy. Alexander Bodat Pinto, một chàng trai 32 tuổi đến từ đất nước Bỉ, đã nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình từ sau tai nạn xe máy năm anh mới 16 tuổi, cái tuổi còn quá nhiều bồng bột và liều lĩnh. I had a motorbike accident when I was 16 years old. I always like and I still like extreme sensation and driving fast and things like that. And actually it was a stupid one. I was 16, I was not used to drive with such a big motorbike. And I saw one of my friends and I told him, okay, I'm gonna pass in front of you at 200 kilometers. And at 180, I lost the control of the motorbike and I crashed. So I stayed 1.5 years at the hospital. Yeah. Tai nạn bất ngờ đó đã cướp đi đôi chân lành lặn của Alex. Anh trở lại cuộc sống với chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật. In the beginning, it was really, really difficult. Of course, I even wanted to die because, in my idea, I didn't know anything about the handicap at that moment. So, in my idea, was I would not be able to get a job, to get a wife, to travel, to do so many things. But when I left hospital, I realized that my life was not finished. So I decided to make maybe even more than people without any handicap. I really wanted to show to my friends and to my family that okay, for sure I'm not lucky because I had that and it's a big accident. But I can be lucky and I can do so many things. And I wanted to prove to the other people too, in my situation, that life is not finished because you are handicapped, for sure. Ngôi nhà may mắn do Team Alive, một người Thụy Sĩ sáng lập ra hơn 20 năm về trước, khi cô đến Việt Nam, là nơi mà những người khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận từ lâu đã coi như ngôi nhà chung của họ, là tổ ấm của những số phận kém may mắn. Ngôi nhà may mắn là nơi mà họ được sẻ chia, tâm sự từ những người cùng cảnh ngộ hay những người bạn tình nguyện viên đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ở đây, họ tìm lại được chính con người mình để tự tin vượt lên mọi hoàn cảnh. Và cũng chính nơi đây, Alex đã chọn làm điểm dừng chân của anh khi đến Việt Nam. Of course I like. It was not easy all the time, to be honest, because I'm not used to live with so many people. I live in a place where there are many, many people, many children, so it's noisy, but I like that job. For me, it was probably one of the best experiences in my life. Từ sau tai nạn, Alex nhận ra rằng anh cần phải làm việc gì đó để giúp đỡ những người cũng gặp phải hoàn cảnh như mình. Và thế là, không quản ngại khó khăn, chiếc xe lăn đã cùng anh đi đến nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ và hỗ trợ những người kém may mắn trong cuộc sống, trong đó có những người bạn mới ở Việt Nam.
Từ tháng 12 năm 2013, Alex bắt đầu làm việc ở ngôi nhà may mắn trong vai trò hỗ trợ dự án dành cho người khuyết tật. When you have an handicap, your mind for sure changes. You have two solutions: or you stay at home, you cry, and you don't do anything on your life. Or you change and you decided, okay, it happened. No, it's done, but I'm gonna fight against life, and that was my choice. So of course it's not easy every day because I don't want to speak about everything, but yeah, it's painful all the time and so many complications. But my mind became probably more strong, or stronger because I had my accident, of course. Yeah, so it changed me, and I think it changed so many people, and that's why it helped me to come here. Công việc của phòng bóng dáng hàng ngày là mình thường xuyên có những tình nguyện viên, đa số là tình nguyện viên nước ngoài đến từ Pháp hoặc là các nước châu Âu nói chung, những người nói tiếng Pháp. Thì mỗi một người tình nguyện viên đến đây là một có một cái công việc, một cái trách nhiệm mình được phân công khác nhau, tùy theo cái lĩnh vực mà nhà bóng đang cần và tuyển. Thì những người tình nguyện viên này không những là có tấm lòng đã đến với Việt Nam và chia sẻ những cái công việc của nhà bóng nói riêng, mà còn giúp đỡ cho anh em đây nói chung, và cái điều đó rất quý. Because when I met some people like Duy that we saw before, he's not a lucky guy too. He had a big sickness and yeah, you saw his situation. But he's always funny, laughing and everything, and I really like him because, and I like the others too, because all the people here, probably they can have more respect than many, many people in the world. Because they are here, no money, or yeah, they are not rich for sure. But they smile, they enjoy their life, and they do their best to make good things. Ở ngôi nhà may mắn, Alex đã gặp gỡ được những người bạn Việt Nam hiền lành, giản dị, luôn dành cho anh những tình cảm chân thành nhất. Và hôm nay, anh chàng họa sĩ này đang vẽ tặng Alex bức ảnh gia đình của anh, là món quà nhỏ nhưng ý nghĩa dành cho Alex trước khi anh về nước. It's always funny to see myself and my parents on a painting, but I'm sure it's gonna be a really nice souvenir of my experience here in Maison Chance. So yeah, I hope it's gonna be finished before I leave, because he told me he need 10 days and I leave in 10 days. Mm-hmm. But I'm sure he will do his best to finish it before. Mong muốn Alex có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp về quãng thời gian ở Việt Nam. Những người bạn ấy đã giúp anh hiểu thêm rất nhiều về tình yêu thương con người và sự sẻ chia sâu sắc của những người cùng hoàn cảnh. Alex đến đây rồi mình mới biết Alex. Và trong đó là cái cảm xúc đó là cái hoàn cảnh của Alex cũng ngồi trên chiếc xe lăn cũng như tôi. Thì cái cảm xúc đó tôi cảm thấy là mình rất là vui, tại vì mình không làm được gì nhưng mình cảm thấy mình có một chút là vô bức tranh này để cho Alex khi về bên đó, thì cảm thấy là khi nhìn lên là có nghĩ là có lẽ là Alex cũng nghĩ là bên một ngày mình đến Việt Nam có một người bạn là Dương đó là cũng làm cho mình một bức tranh. Tất cả hoạt động của ngôi nhà may mắn đều hướng tới mục đích muốn dành cho những người có hoàn cảnh kém may mắn có một tương lai tốt đẹp hơn và giúp họ có niềm tin hơn vào cuộc sống. Chị Tim và các bạn tình nguyện viên đều đang nỗ lực mỗi ngày để thực hiện điều đó. Tim is amazing because when you know the story, her story, she arrived in Vietnam, she was 20 years old or 21, and she never came back to her country. No, she's 42, I think, so 20 years ago, even maybe a little bit more. So she really gave a life to the others. So that's really, of course, it's really impressive, yeah. Thì đúng là ở đây là, từ đó đến giờ thì có thể là có hơn 100 người nước ngoài đã dành 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm để cùng phụ trong công việc của mình. Thì lần này là một cô chuyên viên về
sinh hoạt của người Xe Lanh, cái cô Marine, rồi cái anh thứ hai là một anh tên là Alex. Thì anh ấy có cái đặc điểm là anh ta người Xe Lanh như như mấy anh em kia, thì cảm động ở chỗ đó, người ta đồng cảnh thì muốn có cái ý tưởng là giúp đỡ lẫn nhau. I just want to say that it's not easy and it's not going to be easy, because every day you have things that happen that remind you, okay, I have an handicap. There is a, if you go outside, you cannot go in that place or that place, there are steps and many complications. But life is not finished. You have to struggle against it, and yeah, you have to prove to yourself that you are stronger than the handicap. It's not easy, but you can do it if you want, if you really want. Life is not finished yet. Even if you don't have money, even if you are poor, if you are in Vietnam or America or Brazil or everywhere, you can have a life like the others. And you, yeah, you need to prove to the others too that's okay. You cannot use your legs, but your brain is still working. And yeah, it's not not fun all the time, but you have to change and to see that some small things can be so lucky or so nice and so happy. Ngoài công việc chính ở ngôi nhà may mắn, Alex còn là một người rất đam mê, trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới. Khi tới Việt Nam, chiếc xe lăn cũng không làm cản trở niềm yêu thích khám phá của anh. Hôm nay, Alex cùng cô bạn đồng nghiệp của mình xuống Vũng Tàu nghỉ ngơi, thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. I came in Vietnam for the first time last summer because my cousin, he works here at the airport, and it was my first time in Asia. I never been in Asia before, so I came just to see him for vacation. I stay here in July, August, and September, and yeah, like that. And then I met someone for the foundation where I work now, and I decided to come back because I really liked the country. I enjoyed a lot. Yêu mến Việt Nam qua kỳ nghỉ hè năm ngoái, Alex đã tới Việt Nam vì muốn có thêm những trải nghiệm mới về mảnh đất mới còn nhiều thú vị này. Và với một người vốn khá trầm lặng như Alex, thì Việt Nam đã thực sự mang lại nhiều cảm xúc bất ngờ cho anh. So many motorbikes here when you arrived. That's the first time that I saw. When I went out of the airport, I was, oh my god, so much motorbike, so much traffic jam, and yeah, it's totally different. The cultures are totally different, for sure. Yeah. It's a poor country, but I think that people are maybe more, maybe even more happy than in my country. Because yeah, most of them are always smiling, and they enjoy life, even if they have nothing. They enjoy in my country. Oh, many people are always complaining, you know, about the weather, about stupid things. And here, yeah, I think people are. I'm happy, yeah, most of them. Alex cũng thích đi du lịch, cho nên là mình cũng giúp đặt những cái vé xe rồi chỗ ngồi phù hợp. Tại vì Alex thì hơi đặc biệt là người ngồi xe lăn, cho nên là em khi mà đi đâu thì mình cũng phải liên hệ trước một chút, thì để cái chỗ tới nó sẽ phù hợp với người ngồi xe lăn. Tại vì thật sự thì người ngồi xe lăn gặp rất là nhiều khó khăn. Tại em làm ở đó thì em cũng biết là mỗi lần đi đâu tới đâu thì những cái bậc thang hoặc là những cái chỗ hẹp họ không có thể vô được. Cho nên là mình giúp một chút thì để cho nhất là những tình nguyện viên người nước ngoài có thể hiểu thêm về về đất nước mình, về những cái nơi mà du lịch. Văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đã thu hút Alex trong mỗi chuyến đi như thế này. Đó là những trải nghiệm thực sự mới mẻ và đầy hào hứng. I like Vũng Tàu, sure, but I would like to know
to know more and to have time to come back maybe another time, because I think 2 days it's nice, but to know really good or to know really good Vung Tau, we need to come back or to have at least 4 or 5 days. Yeah. Để tìm hiểu về một đất nước hay một nền văn hóa nào đó, không gì hay hơn là tiếp xúc với những người dân bản xứ cũng như Alex bây giờ. Mỗi một chuyến đi lại là một sự gặp gỡ tình cờ và thú vị đối với Alex. Và hôm nay cũng vậy, lần đầu tiên tới đây, anh đã gặp người họa sĩ giản dị này. Dường như có một điều gì đó khá giống với Alex, không một nào mà trầm ngâm, sâu lắng qua từng nét vẽ của ông. À, nói chung thì mình vẽ nhiều người lắm, nhưng mà theo mỗi tâm trạng khác nhau. Có khi như vẽ như anh vừa rồi đó, thì mình có một cái cảm xúc là thấy nó thân thiện hơn. Và nói chung khi vẽ mình có sự cao hứng hơn, thăng hoa hơn. Tại vì thấy ảnh là người nước ngoài mà tính tình lại vui vẻ nữa. Actually, I think that he wanted to make me happy because he made me slimmer than I am probably. But it's nice. I'm always impressed with when I see these kind of people, because I cannot draw. I'm really so bad with drawing. So when I see this kind of drawings, very nice, very nice. Thank you so much. Việt Nam vừa dung dị vừa hồn nhiên bước vào chuyến hành trình của anh như một sự tình cờ đầy yêu thích. Với Alex, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều thật đẹp từ chính cuộc sống đời thường mà anh đang tiếp xúc và cảm nhận mỗi ngày. I love that country, otherwise I would not come back again and again. Yeah, it was for me. It was a good experience last summer, but it was more for vacations. No, I'm here. Of course, I enjoy because sometimes I go to a place or to another one. But my first idea was to come for work because I'm working as a volunteer. So the experience is totally different, no? But both were very, very interesting. Vacations were more funny, of course. And now it's more interesting about, because I know more about the culture and about the people and everything. So of course I will tell you that I love Vietnam. Tối nay, mọi người ở làng may mắn tổ chức tiệc chia tay Alex và những người bạn nước ngoài về nước sau nhiều tháng đến Việt Nam làm tình nguyện viên. Sự ồn ào hôm nay không làm Alex cảm thấy phiền toái, mà chính anh lại bị thu hút để nhập cuộc vui với mọi người một cách thoải mái nhất. Aider des gens. Et en fait, je me trompais parce que c'est pas moi qui allais aider des gens, mais c'est des gens qui allaient m'aider. Thì khi tôi mới qua, tôi cứ tưởng là tôi sẽ tới đây giúp người ta. Mà sau khi tôi đã tới đây, tôi thấy thực ra là tôi đến đây và người ta giúp tôi thì đúng hơn đó. Et voilà, grâce à vous, j'ai appris à réapprécier, parce que ça faisait longtemps que je ne le faisais plus, à réapprécier des vraies valeurs, à me dire qu'on peut trouver le bonheur avec des petites choses, réaliser aussi que j'ai énormément de chance, on est tous ici avec un handicap ou des problèmes. Mais non, voilà, des fois, il m'arrivait de me plaindre. Mais quand j'arrive ici et que je vous vois, ben, je réalise que j'ai beaucoup de chance. Donc je suis beaucoup ému, je suis très très ému de voir avec quelle facilité, avec quelle envie de vivre, vous battez tous les jours. Thì anh ấy nói đúng là đến giờ tôi cứ tưởng là tôi ở bên Pháp, tôi là người khuyết tật, tôi rất là nhiều bất hạnh. Và khi tôi qua bên này, tôi thấy tôi sanh thở hơi quá nhiều và... Đó, thì phải xét lại đó.
Donc voilà, pour terminer, je voulais juste dire que ce soir, je n'attendais vraiment pas un merci, mais c'est moi qui vous dis merci. Et puis, je vous dis pas adieu, mais à très bientôt. Thì đó, tối nay thấy có người nói cảm ơn tôi, nhưng mà tôi phải nhấn mạnh thực ra mà nói là tôi chính là người phải cảm ơn các bạn đó. Và hẹn gặp lại sớm nha. Yeah. Cảm ơn Alex. 1000 kg. Tối nay có tổ chức một cái buổi tiệc để tạm biệt hai người tình nguyện viên, người Pháp và người Bỉ. Rất là cảm ơn sự đóng góp của họ. Sau này thì đúng là họ đến rồi họ có thể là một cái gương mẫu nào đó cho nhân viên của nhà mình, nhưng mà người ở lại vẫn là thành viên và nhân viên của nhà may mắn. Thì càng ngày càng nhà mình cần học hỏi ở họ. Để sau này là họ đi thì mình không thiếu họ nữa. Đến Việt Nam, Alex đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ khi gắn bó với những con người đầy nghị lực và tình yêu thương ở nơi đây. Chỉ có những con người khuyết tật về tâm hồn, còn với những người đêm nay, họ không hề khuyết tật. Họ đã cùng nhau tỏa sáng bởi chính trái tim thiện nguyện và niềm tin yêu cuộc sống mãnh liệt của mình. Đã trải qua một thời gian gắn bó với nhà may mắn, với tình nguyện viên, thì đến ngày hôm nay thì có cảm giác của em cũng hơi có buồn, tại vì đến ngày thời gian cuối là mọi người sẽ chia tay nhau. Nhưng mà cảm nhận của em là em rất quý mọi người, tại vì tất cả các tình nguyện viên mà trước giờ em làm việc chung, và đặc biệt là Marin Alex, thì mọi người rất là nhiệt tình. Qua công việc em thấy là mọi người rất là thân thiện, rồi giúp đỡ những tình nguyện viên, những người thành viên ở đây một cách hết mình. Và nhất là Marin thì rất là vui vẻ, dễ thương. Còn Alex thì em thật sự là khâm phục anh ấy vì nghị lực và cái tình cảm mà anh ấy đối với Việt Nam, đối với những người khuyết tật ở đây. Tôi chỉ biết là gửi đến các bạn như Alex và Marin về bên đó mỗi ngày, thì trong cuộc sống cũng như là trong việc làm cũng được điều tốt đẹp, và luôn nghĩ đến những anh em ở bên này, và có dịp thì mời các bạn trở lại. Today it's a kind of strange feelings for me, because I'm with two different feelings. First, I'm happy because, yeah, I'm going to see my family again soon. I'm going to see my friends. I'm going to see my country and all the people I missed. On the other side, I'm sad, of course, because I didn't came here to find friends or family or something. And I didn't realize that it would be like that, yeah. But when you stay all the time with the same people, it's really like a small family, you know. And I really met some amazing people, and of course I'm sad to leave them. But for sure it's not forever. I will come back, and I don't know when, but I will come back. Yeah. Không đầu hàng trước số phận, Alex đã vươn lên và chiến thắng chính bản thân mình. Một phần cũng là nhờ những chuyến trải nghiệm đi khắp nơi trên thế giới. Hơn 3 tháng ở Việt Nam, điều mà Alex được nhận lại đã nằm ngoài sự tưởng tượng của anh trước khi đặt chân đến đây. Thay mặt những người làm chương trình, chúc Alex và những người bạn khuyết tật Việt Nam luôn vững tin vào cuộc sống để có thể cùng nhau trao đi tình yêu thương thật nhiều ở những nơi mà họ đi qua. Đến đây, chương trình Ấn tượng Việt Nam tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.